Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 740 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền chậm đóng là trên 50 tỷ đồng, chiếm gần 4% tổng số tiền phải thu và cao hơn 1% so với cùng kỳ năm trước. Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên phối hợp với các cấp ngành, cơ quan chuyên môn, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật người sử dụng lao động, người lao động đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Dù vậy, tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là công tác phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số lao động được giải quyết hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng.